NATO sẽ không can thiệp quân sự vào các tranh chấp Biển Đông vì không có cơ sở pháp lý để làm như vậy, theo tuyên bố của Đại tướng Peter Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO. Lên tiếng hôm 3 tháng 6 khi sang Singapore tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 15, ông Pavel nhấn mạnh, chúng tôi cố gắng giữ cho hoạt động của mình khoanh vùng trong khu vực và không can thiệp vào các vấn đề của các khu vực khác. Tuy nhiên, ông cho biết liên minh quân sự gồm 28 nước chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ này sẵn lòng ủng hộ các nước ở khu vực Biển Đông, muốn phát triển khả năng quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo và các thực hành tốt nhất về an ninh hàng hải. Ông Pavel nói, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ theo dõi cẩn trọng các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ bất kỳ giải pháp nào dựa trên đàm phán chính trị và ngoại giao. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cũng đồng thời thúc giục các bên liên quan tuân thủ các luật lệ và quy chuẩn quốc tế trong tranh chấp Biển Đông.